Hello, hello, em xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà hẻm 1135 thông qua chợ Phú Thuận. Nhà có diện tích ngang 4m1, dài 13m. Nhà thì một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 470, còn thương lượng ngay chủ nhà. Nhiều chủ nhà có vay ngân hàng luôn vậy. Em quay trước đường anh chị mình xem. Nhà thì hẻm 1135 Quỳnh Tấn Phát, quận 7, mà hẻm xe hơi. Nhà này thì cách hẻm xe hơi nó khoảng chừng 100m nha anh chị. Diện tích thì ngang 4m1, dài 13m. Nhà thì một trệt, một lửng, một lầu, hướng chính hướng bắc, mà chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 470, còn thương lượng chính chủ ngân hàng hỗ trợ vay luôn. Đây là trước đường. Đó, đường thì hẻm trước nhà thì 2m rưỡi nha anh chị, có đoạn thì 3m. Đó, nhà thì rất đẹp nha anh chị, nhà mới vừa xây luôn, nhà này xây mới nha anh chị. Chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ cho đăng ký kênh. Chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Nhà thì full hết tất cả nội thất cao cấp như hình luôn nha anh chị. Ở trên tầng lửng nè, ở dưới sofa, tủ cậy, tivi. Thì nhà thì rất đẹp nha anh chị. Mua bán thì chủ nhà tặng như mình luôn. Đó, mà giá chỉ có 5 tỷ 470 triệu thôi. Anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ cho đăng ký kênh. Chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Đây chỗ này là mình cái tủ cậy để mình để đồ nha anh chị. Nhà thì hướng chính thì hướng bắc, chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 470 nha anh chị. Đây em quay cận cảnh anh chị mình xem để anh chị đỡ mất thời gian xem nhà. Không gian sau nhà bếp thì đây là bàn ăn nè, chỗ này thì mình để rồi máy giặt, rồi tủ lạnh nha anh chị. Đó, trên thì tủ đụng trần thì lớp đá chạy vòng qua luôn. Bàn ăn thì 6 ghế. Nhà thì full hết nội thất luôn nha anh chị. Mua về chỉ xách vali vô là ở thôi. Mà giá chỉ có 5 tỷ 470 nha anh chị. Em thì lúc nào cũng ghim số điện thoại trên màn hình 0913781712. Anh chị cứ vô đó kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin nhà cửa sổ cho anh chị mình xem. Nhà này thì số riêng ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Chú anh chị cứ yên tâm nếu có nhu cầu. Nhà thì em quay làm sao thì nhà y chang vậy anh chị. Em thì chuyên bán nhà nhà bè quận 7, quận 8, giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ. Nhà thì trong Zalo em còn nhiều lắm nha anh chị. Anh chị cứ vô kết bạn Zalo, em sẽ gửi cho anh chị mình xem. Không gian nhà bếp thì nhà thì nhà xây mới. Hẻm thì 1135 thông qua chợ Phú Thuận. Thì diện tích thì ngang 4m1, dài 13m nha anh chị. Nhà trệt lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Đây lên là kiến cường lực, thanh thì thanh gỗ rất đẹp nha anh chị. Đó, đi lên trên lầu 1. Đây thì tầng lửng. Thì tầng lửng của mình là được một phòng. Rồi ở trên thì cũng full nội thất luôn. Ở nhà hướng chính hướng bắc, full hết nội thất luôn. Đó. Trần thì cao ráo, nhà thì nhà mới. Đó, em thì còn rất là nhiều nhà, anh chị cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình xem. Đó, không gian rất đẹp, mình đứng đây mình cũng nhìn ra được luôn nha anh chị. Đây chỗ này mình có cái đôn để mình ngồi chỗ này mình ngắm nghía gì cũng được. Phòng sau của tầng lửng nha anh chị. Nhà thì một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, full hết nội thất luôn. Máy lạnh, giường ngủ, tủ áo, rồi bàn trang điểm. Ở đây máy lạnh nha anh chị. Không gian thì rộng rãi, thoáng. Ở bên sau mình còn cái sân chỗ này nữa nha anh chị. Đó, đây là sân sau. Giá chỉ có 5 tỷ 470, còn thương lượng ngay chủ nhà. Ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Thì nhà thì nằm tại quận 7 nha anh chị, cách Phú Mỹ Hưng chưa tới 10 phút, đi vô trung tâm quận 1 tầm 20-25 phút nha anh chị. Ở nhà vệ sinh thì hệ thống máy thì máy nước nóng lần lượt mặt trời. Em quay cận kẽ anh chị mình xem để anh chị đỡ mất thời gian đi xem nhà. Nhà thì diện tích ngang 4m1, dài 13m. Nhà thì một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Mà giá chỉ có 5 tỷ 470, còn thương lượng ngay chủ nhà, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Tất cả đều full nội thất cao cấp như hình luôn nha anh chị. Ở đây thì lên trên lầu, thì trên đây thì 2 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây cửa gỗ nè, nhà nào cũng phòng full hết nội thất luôn. Đó. Em thì chuyên bán nhà quận 7, quận 1, quận 8, nhà bè, giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ nha anh chị. Nhà này thì 5 tỷ 470.
Anh chị có nhu cầu cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Phương lúc nào cũng có nhiều nhà để cô chú anh chị mình lựa chọn. Đó, nhà này thì full nội thất nè, như là tủ cài tivi, rồi bàn trang điểm, cửa sổ phòng sau, rồi giường ngủ, tủ áo. Mà giá chỉ có 5.470 nha anh chị, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Đây là nhà vệ sinh đây. Đó, khu thì khu dân cư hiện ngủ, nhà thì cách hẻm xe hơi nó khoảng 100m thôi. Còn mà hẻm thì vô là 3m nha anh chị, trước nhà thì 2.5m. Đó, này là phòng trước của lầu 1, thì ở trên đây thì cũng full nội thất luôn. Tủ áo rồi giường ngủ đầy đủ hết. Đó, em quay cận kẽ để anh chị mình xem, để chị đỡ mất thời gian đi xem nhà. Đây là ban công nha anh chị. Đó, nhà mình thì lửng lầu nhưng mà giống như nhà 2 lầu vậy đó. Khu dân cư hiện hữu trong đây có rất là nhiều nhà căn hộ dịch vụ nha anh chị. Đó, như nhà đó 6 lầu luôn á. Đó. Đó, nhà thì khu này thì khu dân cư hiện hữu, anh chị đừng không cần mới quan tâm nha anh chị. Đó, nhà thì giá thì 5.470 thì con thương lượng ngay chủ nhà luôn. Em có sao quay y chang vậy để anh chị đỡ mất thời gian đi xem nhà. Nhà thì hẻm 1135 thông qua chợ Phú Thuận, nhà diện tích ngang 4m1, dài 13m. Nhà thì một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà hướng chính hướng bắc. Chủ nhà muốn bán giá là 5.470, còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị.